con vào đời làm mũi đất cho trần gian, làm ánh sáng chiếu soi cho người mọi nơi. Thân con phần hèn nay sinh văn theo ngài luôn, làm chứng ta mẫu gương muôn đời là huynh chứng của ngài. Sống thực hành lời Chúa hôm nay, thánh thể là tục đỉnh của đời ta. Đứng sơ vàng nhọc khó loan tin mừng vui, và nay con xin đến hy sinh phục vụ cho tha nhân. Biết nhân ra sai lầm là tông đồ của Chúa, biết quên mình phục vụ. Con vào đời làm mũi đất cho trần gian, làm ánh sáng chiếu soi cho người mọi nơi. Thân con phần hèn nay sinh văn theo ngài luôn, làm chứng ta mẫu gương muôn đời là huynh chứng của ngài. Thực hành lời Chúa hôm nay, thánh thể là tục đỉnh của đời ta. Đứng sơ vàng nhọc khó loan tin mừng vui, và nay con sinh đến hy sinh phục vụ cho tha nhân. Biết nhận ra sai lầm là tông đồ của Chúa, biết quên mình phục vụ. Thực hành lời Chúa hôm nay, thánh thể là tục đỉnh của đời ta. Đứng sơ vàng nhọc khó loan tin mừng vui, và nay con sinh đến hy sinh phục vụ cho tha nhân. Biết nhận ra sai lầm là tông đồ của Chúa, biết quên mình phục vụ.